Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tại phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát trở lại. Thị trấn Mường Tè nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ phận một cửa. Thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại sự hy sinh, vất vả và những mất mát trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có vaccine và thuốc chữa bệnh, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, sau khi kiểm soát dịch bệnh, đến nay đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành nhiều công điện, văn bản nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế trên cả nước có những kết quả khởi sắc và phục hồi trở lại. Nhấn mạnh, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, đặc biệt là Bộ Y tế, thống nhất nhận thức trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện, quán triệt tinh thần, đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, đặc biệt tập trung đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Nêu rõ số ca mắc tăng cao trở lại ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, ngay từ tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phải đánh giá miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc để chủ động phòng ngừa lây nhiễm, nhất là đối với các biến chủng mới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, không để bùng phát trở lại. Các bộ ngành địa phương tập trung tổ chức thực hiện 3 trụ cột phòng chống dịch, xét nghiệm, cách ly, điều trị, với công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ và ý thức người dân, cùng các biện pháp khác, và tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 38 của Chính phủ, đặc biệt là tập trung để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước nguy cơ bùng phát dịch trở lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và mỗi người. Cụ thể, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phải đảm bảo nguồn nhân lực, chất lượng y tế dự phòng và hạ tầng, tăng cường y tế cơ sở, tăng lương, phụ cấp cho ngành y tế. Theo báo cáo tại cuộc họp 7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận trên 9 triệu ca mắc COVID-19, gần 11.000 ca tử vong. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 247 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Là quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới. Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trong cả nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5. Trong khi đó, số ca mắc đang tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số dịch bệnh lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính. Trong chiều ngày 5 tháng 8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu công an các đơn vị địa phương trích dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động ETC để phạt xe không đủ điều kiện đi vào làn này. Diện bị phạt gồm cả chủ phương tiện, người lái xe, đơn vị quản lý, vận hành, trạm thu phí. Từ ngày 1 tháng 8 thì tất cả cao tốc trên toàn quốc áp dụng thu phí không dừng. Theo quy định thì xe phải quay đầu tại trạm không dừng nếu không sử dụng dịch vụ này. Khi qua trạm, số tiền trong tài khoản ETC phải đủ thanh toán một lượt đi, tốc độ dưới 30 km/h. Xe chưa có thẻ ETC thì có thể dán ngay tại trạm thu phí. Xe qua trạm khi chưa dán thẻ ETC sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Xe cố tình đâm barrier hoặc là không trả phí, mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và khóa biển số. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC thông báo bắt đầu thu phí dán thẻ từ 0 giờ ngày 6 tháng 8. Theo đó, thì khách hàng sẽ phải trả là 120.000 đồng một xe khi dán thẻ VETC, áp dụng với tất cả phương tiện dán mới hoặc là thay thẻ, dán lại. Việc thu phí sẽ được trừ qua tài khoản giao thông của khách hàng, áp dụng cho cả dán lại từ lần thứ 2 trở đi.
Trước đó, thì công ty cung cấp gián thẻ thu phí tự động còn gọi là E-Pass, VDTC cũng đã ngưng gián thẻ miễn phí cho khách hàng từ ngày 25 tháng 7. Công ty này cũng áp dụng mức phí là 120.000 đồng cho khách hàng có nhu cầu gián thẻ không dừng E-Pass, áp dụng với cả phương tiện gián và kích hoạt mới cũng như là gián lại. Như vậy là kể từ ngày hôm nay, chủ xe gián thẻ ETC của bất kỳ đơn vị cung cấp nào, VETC hay là E-Pass cũng đều phải trả phí, không còn được miễn phí lần đầu như trước đó. Sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, huyện Đoàn Phong Thổ đã tổ chức những bước chân vì cộng đồng chặng 6 tại xã Hoàng Thèn. Chương trình Những bước chân vì cộng đồng là chương trình đi bộ chạy bộ do Hội Liên hiệp Thanh niên phát động và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank là đơn vị đồng hành nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc ít người. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng với trị giá 1 tỷ đồng trên một nhà văn hóa. Tổng số tiền tài trợ tối đa là 16 tỷ đồng. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 5 chặng và đã triển khai được 4 nhà văn hóa cộng đồng. Với huyện Phong Thổ hưởng ứng chương trình này, trên 200 cán bộ đoàn viên thanh niên đã tham gia đi bộ trên địa bàn của xã Hoàng Thèn, qua đó đóng góp vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn. Qua chương trình này, khích lệ đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, phát huy vai trò tuổi trẻ trong việc chăm lo, đồng hành cùng với đồng bào dân tộc thiểu số để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, đẩy mạnh phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày trong tuổi trẻ, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nghị quyết số 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết nghị chấp thuận bổ sung danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau. Diện tích đất phải thu hồi của 9 dự án công trình gồm dự án khu đô thị Thiên đường Mắc Cao tỉnh Lai Châu, đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai, công trình hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu, dự án cấp nước sinh hoạt cụm bản xã Trung Đồng huyện Tân Uyên, dự án đường dây 110 kV mạch 2 Than Uyên, dự án nâng cấp tuyến đường các đồn biên phòng Hua Bum huyện Nậm Nhùn và Tá Bạ huyện Mường Tè, dự án trạm y tế xã Nậm Tra, trạm y tế xã Tủa Xín Trải, trạm y tế xã Nong Hẻo của huyện Sìn Hồ với diện tích 48,26 ha, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến là 39 tỷ 407 triệu đồng. Diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 9 dự án công trình với diện tích 27,89 ha. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2022. Hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ có 59 gia đình chính sách, 10 có công, trong đó bệnh binh là 8 người, chất độc hóa học 12 người, quân nhân hưởng quyết định 142 là 1 người, tuất liệt sĩ 24 người, tuất bệnh binh 2 người và 37 hộ đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. Những năm qua, huyện đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch về chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh bệnh binh, hỗ trợ nhà ở. Việc triển khai thực hiện chính sách ưu đãi được triển khai toàn diện, đầy đủ và kịp thời. Cho đến nay, đời sống của các gia đình chính sách được ổn định và từng bước cải thiện. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu đã vận động cán bộ hội viên ủng hộ quỹ mái ấm tình thương vì phụ nữ nghèo được 50 triệu đồng, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết cho 7 hộ gia đình nghèo tại xã Sùng Phài trị giá 70 triệu một nhà. 2 hộ tại xã San Thàng trị giá 50 triệu một nhà từ quỹ vì người nghèo thành phố và quỹ mái ấm tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Bên cạnh đó, thẩm định giải ngân vay vốn từ quỹ vì phụ nữ nghèo cho 9 hộ tại phường Tân Phong và xã San Thàng đoàn kết với số tiền là 90 triệu trên 6 hộ. Vận động hội viên ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 thành phố được 23 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại thị trấn huyện Mường Tè trong thời gian qua luôn nâng cao hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ để giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc, qua đó thì góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn.
năm 2022 nhằm từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thị trấn Mường Tè đã tập trung thực hiện tốt 5 lĩnh vực gồm tư pháp, hộ tịch, khiếu nại, tố cáo, xác nhận, địa chính xây dựng, văn hóa xã hội. Đến nay, quy trình thực hiện, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của một số thủ tục hành chính đã có sự thay đổi rõ nét. Qua việc thực hiện tại bộ phận một cửa, chất lượng hiệu quả dịch vụ hành chính công đã được đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thị trấn Mường Tè đã tiếp nhận và trả đúng hạn 567 hồ sơ của các tổ chức cá nhân liên quan đến các lĩnh vực địa chính, chứng thực, hộ tịch và hộ khẩu. Việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và tổ chức được đảm bảo theo đúng các nguyên tắc, thủ tục đơn giản, rõ ràng và được thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu giao dịch của các tổ chức cá nhân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nếu như trước đây, các tổ chức cá nhân có hồ sơ hành chính cần giải quyết phải gặp nhiều người, nhiều bộ phận, hồ sơ không được hướng dẫn cụ thể, thì nay các nội dung này thường được cán bộ một cửa hướng dẫn cụ thể và giải quyết ngay trong ngày. Riêng những vấn đề liên quan đến một cửa liên thông được thị trấn phối hợp với các phòng ban của huyện giải quyết khoa học bằng cách hướng dẫn thủ tục cho người dân theo quy định về thủ tục hành chính nhằm thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường không còn là khẩu hiệu mà đã và đang được các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Sìn Hồ triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhất là những ngành sản xuất khai thác vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, từ đó góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường, cảnh quan, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cư dân quanh khu vực. Ghi nhận chi tiết của phóng viên Khởi động Ngày Mới về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mỏ khai thác đá xây dựng Hồng Thu thuộc địa bàn xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ với tổng diện tích 3,2 ha được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác từ năm 2017. Bên cạnh việc sản xuất đá phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho người lao động thì công tác bảo vệ môi trường cũng là một việc làm được đơn vị hết sức chú trọng quan tâm. Những năm qua, đơn vị sản xuất đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu các tác động gây hại đến môi trường như lắp đặt nhiều hệ thống phun sương để giảm bớt khói bụi, xây dựng hệ thống bể lắng tránh để nước tràn ra các khu vực xung quanh, trồng cây để chắn khói bụi và phục hồi môi trường xung quanh khu vực mỏ khai thác. Trước mắt để bước vào vấn đề để khai thác và để bảo vệ môi trường ấy, thì là đơn vị là xây dựng cơ bản về thứ nhất là mở tuyến đường lên trên khu khai thác để cắt tầng lớp. Thứ hai nữa là hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Ví dụ như là xây kè xung quanh các tường bao ở bờ rào ở khu vực xung quanh mỏ, những cái điểm mà xây được. Thứ hai nữa làm hệ thống thoát nước, làm cái nhà kho để tạm thời chất thải độc hại nguy hại có biển báo và những cái khu vực mà chẳng hạn những cái bãi để chứa những cái can rồi cái nọ kia là đơn vị đã xây dựng cái vị trí đó và đã có biển báo. Thứ tư nữa là vấn đề khai thác thì đơn vị đã để đảm bảo môi trường và an toàn cho công dân thì đơn vị đã coi như là cắt tầng và dùng khi nổ mìn và khai thác khoan nổ mìn thì là đơn vị đã làm cái hệ thống nổ mìn đường đi sai để tránh tình trạng chấn động lớn. Hiện nay trên địa bàn huyện Sìn Hồ có 5 mỏ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm 3 mỏ đá xây dựng, 1 mỏ cát và 1 mỏ đồng. Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các đơn vị đang hoạt động khai thác, kịp thời có biện pháp xử lý khi phát hiện có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thì phòng cũng tham mưu Ủy ban huyện tăng cường công tác kiểm tra các cái điểm mỏ đã được cấp phép theo quy định. Nếu phát hiện sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại các điểm mỏ thì sẽ tham mưu Ủy ban huyện hoặc cấp của thẩm quyền xử lý nghiêm khắc theo quy định. Vâng, thưa các bạn, thì vấn đề đảm bảo môi trường trong khai thác mỏ đang được các đơn vị trên địa bàn của huyện Sìn Hồ thực hiện tốt. Tuy nhiên, để vấn đề này thực hiện tốt hơn thì trong thời gian tới, Ủy ban huyện Sìn Hồ cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, qua đó góp phần để đảm bảo môi trường trong tại các điểm khai thác mỏ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ viên chức người lao động của Tập đoàn Cao su Việt Nam được đẩy mạnh và phát triển mạnh mẽ. Vừa qua, thì Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022 tại tỉnh Lai Châu. Việc tổ chức hội thao lần này có ý nghĩa về mặt tinh thần, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa công nhân viên chức lao động của các công ty, đơn vị trong tập đoàn. Qua đó thì đẩy mạnh phong trào bền nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công việc, hoàn thành nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng, tập đoàn nói chung. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các công ty đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện thể thao, thành lập các câu lạc bộ để tuyển chọn những người yêu thích môn thể thao tham gia hội thao của ngành. Công ty cổ phần Cao su Sơn La là một điển hình. Nhiều năm qua, đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động tập luyện thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần thoải mái và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với tập đoàn thì gần như nó là định kỳ. Thì trên cái định kỳ như vậy thì các đơn vị thì quản lý tốt về cái mặt sản xuất. Để làm gì? Để là có cái chi phí, cái kinh phí để mình tổ chức các cái phong trào ở các cái cơ sở. Bởi vì mục đích của cái phong trào này là từ cấp công nhân, tổ công nhân đến nông trường, rồi đến công ty. Thì mục đích là như vậy. Thì sự quan tâm, sự chia sẻ của địa phương cũng là một phần mà giúp cho cái phong trào ở các đơn vị nó phát triển tốt hơn. Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển trong cán bộ, viên chức, người lao động, thời gian qua Tập đoàn Cao su Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của tập đoàn, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 125 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam và 93 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam 28 tháng 10 năm 1929, 28 tháng 10 năm 2020. Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022 tại khu vực 1 miền núi phía Bắc với sự góp mặt của hơn 160 vận động viên đến từ 9 đoàn cơ sở trực thuộc. Các vận động viên thi đấu 7 môn với 17 nội dung gồm bóng đá mini, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, kéo co, cờ tướng, bóng bàn. Đoàn và công ty quan tâm đến công tác của cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Thì cán bộ công nhân viên rất chi là hứng khởi trong những cái phong trào thể dục thể thao như thế này. Rất mong thời gian tới là tập đoàn và các tổ chức được tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên từ lao động phổ thông ở dưới lên được tham gia những cái chương trình thể thao bổ ích giao lưu như thế này. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thì vấn đề quan tâm nhất của lãnh đạo tập đoàn quan tâm tới người lao động. Đó là cái nhu cầu về cái chăm lo đời sống của người lao động, đặc biệt là đối với người công nhân của vùng núi miền núi phía Bắc này. Và cái một cái truyền thống của ngành là cứ 2 năm, một năm tổ chức thể hội thao, một năm là tổ chức cái hội thi văn hóa văn nghệ trong toàn ngành, cũng một phần là đồng hành, nói chung tập đoàn cũng đồng hành cùng với công đoàn tổ chức hội thao này, và hội thao này là cũng là cái sân chơi cho người động qua 2 năm cái mùa chống dịch thì đã có cái phong trào nó hơi chậm lại, tuy nhiên năm nay thì lại tiếp tục phải tổ chức cái hoạt động truyền thống rồi, phải làm bằng mọi giá, phải làm cái tổ chức hoạt động này để cho người lao động ngoài bờ là có cái sân chơi trong những ngày mà sau giờ làm việc. Bên cạnh đó thì đời sống của người lao động cũng được nâng lên. Với phương châm thể thao vui là chính, các vận động viên đều thi đấu nhiệt tình để mang thành tích về cho đơn vị của mình. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc và đồng cho các nội dung và giải toàn đoàn. Trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên công ty cổ phần cao su Điện Biên, đồng giải nhì là công ty cổ phần cao su Lai Châu và công ty cổ phần cao su Lai Châu 2. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải phụ, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc. Có thể thấy phong trào thể dục thể thao đã được các cấp công đoàn cơ sở thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quan tâm, góp phần rèn luyện sức khỏe để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.